Thưa quý vị, khi tiết lạnh se se đã luồn theo gió và nắng lên vàng như mật, trăm hoa khoe sắc trên các tuyến đường thì chẳng cần dở lịch, ai ai cũng cảm nhận được xuân đã về. Tết đến, người người nhà nhà bộn bề công việc chuẩn bị cho Tết, nhưng cũng chính trong sự tất bật đó, kỳ lạ thay lại đem đến cho chúng ta cảm giác như được lắng đọng hơn, sống chậm hơn khi một lần nữa hòa cùng dòng chảy tập tục truyền thống mấy ngàn năm của ông bà xưa. Và tục dọn dẹp ngày cửa nhà Tết là một trong những tập tục lâu đời như vậy. Dọn dẹp nhà cửa là phần việc không thể thiếu của mọi người, mọi gia đình trước khi đón Tết. Không chỉ đơn thuần là vệ sinh nhà cửa, mà nhìn từ góc độ văn hóa, việc dọn dẹp trang trí nhà cửa đón Tết còn mang ý nghĩa là thu xếp lại một năm qua, xóa hết những buồn phiền cũ, sẵn sàng một tâm thế mới tươi sáng và chờ mong nhiều điều tốt đẹp cho năm mới. Theo lệ thường, việc dọn dẹp nhà cửa bắt đầu từ sau ngày 23 tháng Chạp, tức ngày đưa ông Công, ông Táo về trời. Bởi theo quan điểm xưa, việc dọn dẹp nhà cửa nên được thực hiện vào các thời điểm sau khi các vị thần về trời. Ngày nay, việc dọn dẹp đối với nhiều gia đình không phải là một công việc quá vất vả, bởi nhà cửa đã được giữ gìn sạch sẽ, ngăn nắp quanh năm. Tuy nhiên, để giữ truyền thống dọn nhà đón Tết, các gia đình vẫn quây quần dành vài ngày để dọn dẹp. Tiếng là dọn dẹp, nhưng thực ra trang trí mới là chính. Khi lớn lên rồi ấy, thì vẫn nhớ nhất những cái ngày giáp Tết được ba mẹ, mọi người cho dọn dẹp nhà cửa đón xuân sang. Và những cái ngày đó có cảm giác là những ngày vui nhất đó. Mình được chờ đợi, mong cho Tết đến. Và bây giờ thì cũng vậy, mình vẫn mong muốn có những cái ngày Tết thật là vui vẻ, nên vẫn giữ lại cái tục lệ xưa là cả nhà sẽ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng nhà cửa để đón xuân về, nhưng mong muốn là đón được nhiều cái niềm may mắn, an lành, bình an cho một năm mới. Ông bà xưa tin rằng may mắn phúc lộc sẽ có cửa những ngôi nhà gọn gàng, sạch sẽ. Và đầu năm nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, cuối năm sẽ sung túc đủ đầy. Do đó, việc dọn dẹp nhà cửa chính là để đón tài khí vào nhà. Bên cạnh đó, một ngôi nhà sạch đẹp sẽ giúp các thành viên trong gia đình có được tâm trạng phấn chấn, vui tươi, gắn kết, tự tin và cởi mở hơn khi khách đến tham gia dịp Tết. Giống như hồi xưa mình thấy bố mẹ mình làm, ba má mình làm như vậy, thì bây giờ mình lớn lên mình cũng giống như là mình nối tiếp theo cái công việc như vậy để cho nó gìn giữ được cái nét văn hóa Tết của mình. Ngoài chào đón Tết mà còn chào đón bạn bè rồi tới chơi, nhưng mà theo cái xu hướng hiện tại thì nếu mà nhà mình đẹp, nhà mình làm được cái nhiều cái view, nhiều khung cảnh hơn thì bạn bè thì người ta sẽ ghé thăm rồi chúc Tết với nhau, rồi mình cảm nhận. Thực ra thì mỗi lần mình chăm chút kỹ lắm, mỗi góc của mình đều rất là chăm chút để cho bạn bè tới đây chụp hình, check in, rồi mình sẽ cảm nhận được những cái gì mình làm, bạn bè người ta rất là thích thú. Những phong tục của Tết cổ truyền qua bao thế hệ, dù đã được điều chỉnh ít nhiều nhưng hồn cốt vẫn được gìn giữ trang trọng giữa dòng chảy của xã hội hiện đại. Và tục dọn nhà ngày Tết với hàm ý tống cựu kinh tân sẽ mãi là một nét đẹp văn hóa sâu gốc bền rễ trong tâm thức của mọi người dân Việt.